Kim Hiếu ơi, rồi có nhắn như nói là mình khoảng giờ đó mình mới tới được. Phải nói vậy đi. Anh vậy thì tới Đồng Nai là mấy giờ? Tới Đồng Nai phải không? Tới Đồng Nai là có 10 giờ. Không phải đâu, là coi như 6 tiếng là trừ ly 2 là còn 4 tiếng. Có 10 giờ. 4 tiếng là khoảng 10 giờ, 10 giờ rưỡi. Em nhắn đi. Em nói đi. Không. Từ 10 giờ tới 10 rưỡi là tới Đồng Nai. Toàn quay video.